Xin kính chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cuốn sách Sữa Non, nguồn dinh dưỡng miễn dịch quý giá. Đấy, tôi không cần lo lắng về việc nhiễm trùng. Thế nhưng phải mất hàng tháng trời, ổ răng khô của tôi mới lành. Tôi còn nhớ những cơn đau nhức gần đến mức không thể chịu nổi. Vị nha sĩ cam đoan với tôi rằng tình trạng đó sẽ không thể xảy ra nữa. Thế nhưng với tôi thì nó có thể, và nó đã xảy ra. Khoảng 10 năm trước, cuối cùng tôi đã không thể làm việc được nữa vì tôi liên tục phải phẫu thuật răng và chịu đựng các bệnh nhiễm trùng kèm theo. Tất nhiên, tôi phải dùng đến nhiều loại thuốc kháng sinh hơn. Các ca phẫu thuật lấy tủy răng không thể thực hiện theo cách truyền thống mà phải mổ xuyên qua rốn vì chân răng của tôi đã bị vôi hóa. Nhà sĩ của tôi nói ông nghĩ rằng tình trạng này có gì đó liên quan đến việc cơ thể tôi không còn khả năng tự chữa lành. Rốt cuộc, dù cần làm việc biết bao, dù muốn làm việc biết bao, thì tôi cũng không thể tiếp tục. Tôi chỉ chịu đựng được 1 hoặc 2 giờ mỗi sáng. Rồi nhiệt độ cơ thể của tôi tăng vút lên, và rồi tôi gục hẳn trên giường. Chưa kể, sự phiền toái của các vết rộp da kèm theo cơn sốt vẫn liên miên không dứt. Tôi chuyển sang dùng thuốc kháng sinh tự nhiên. Vào khoảng thời gian này, tôi phải uống liên tục 2-3 loại kháng sinh để kiểm soát một đợt nhiễm trùng. Bác sĩ bảo tôi rằng anh sẽ không phải uống thuốc kháng sinh nữa. Hồi nhỏ, anh từng thấy mẹ anh sử dụng một loại thảo mộc để chữa bệnh. Anh nói, kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ sử dụng các loại kháng sinh tự nhiên từ hoa cúc dại và cây hải cẩu vàng, vì chúng không tàn phá cơ thể. Tôi không nhớ có ngày nào mình không cảm thấy ốm yếu. Cuộc sống thậm chí còn khó khăn hơn kể từ thời điểm đó cho cả Đau và tôi. Chúng tôi không bao giờ có thể lên kế hoạch cho bất kỳ điều gì nữa. Một kỳ nghỉ, một cuộc phiêu lưu trong ngày, hay chỉ một buổi tối ra ngoài đi chơi. Cuối cùng, tôi quyết tâm phải đi chơi một ngày hoặc một buổi tối với chồng, nhưng chỉ trong chốc lát, cơn sốt càng lúc càng tăng khiến tôi chẳng còn hứng thú gì nữa. Tôi chỉ muốn nằm trên giường ở nhà. Trong 10 năm đó, tôi không còn nhớ ngày nào mình không cảm thấy ốm yếu. Trong suốt thời gian đó, tao và tôi đã tìm hiểu mọi thứ có thể để giúp tôi chữa lành bệnh. Tôi đăng ký các lớp học dinh dưỡng tại trường đại học. Đầu mua sách dạy nấu ăn và liên quan đến sức khỏe, sở thích của anh ấy là nấu ăn. Mỗi tuần, chúng tôi đều ghé thư viện và mang hàng chồng sách về nhà. Chúng tôi thấy tìm cách kết nối tâm trí với cơ thể có vẻ rất hứa hẹn. Tôi đã vinh hạnh được làm việc trong những nhà trị liệu thôi miên giỏi nhất. Vâng, Omar Green. Tôi nghĩ nhờ ông ấy mà tôi mới sống sót được, cho đến khi tìm thấy Sữa Non. Vung tiền cho các phương pháp chữa bệnh kỳ diệu. Tất nhiên, cũng như rất nhiều người bệnh, chúng tôi đã phung phí rất nhiều thời gian và tiền bạc cho các phương pháp chữa bệnh kỳ diệu. Đó là lý do khiến tôi từ chối dùng thử Sữa Non. Tôi cảm thấy bất cứ điều gì hứa hẹn quá nhiều thì đều không thể trở thành sự thật. Đâu, xin tôi đừng từ bỏ hy vọng. Khi ánh hoàng hôn rực rỡ của thành phố Saint Lake điểm tắt và đôi mắt đẫm ướt, Đau nắm lấy tay tôi và xin tôi đừng từ bỏ hy vọng. Chính trong giai đoạn này của đời tôi, câu chuyện bắt đầu. Tôi miễn cưỡng dùng thử sữa non. 2 ngày, Đau đưa về cho tôi một hộp sữa bò non mà anh đã mua của một bác sĩ chuyên về liệu pháp thiên nhiên. Chồng tôi tốn hết 160 đô la cho hộp sữa đó. Anh phấn khích nói với tôi về các yếu tố miễn dịch và yếu tố tăng trưởng trong sữa non. Nhưng tôi cảm thấy số tiền đó vượt quá khả năng chi trả của chúng tôi, nhất là khi phải tiêu tốn cho một sự thất vọng khác. Tôi nói với Đào, lúc này, điều cuối cùng mà tôi cần là các yếu tố tăng trưởng để làm cho bàn chân của tôi to hơn. Nhưng tất nhiên là các yếu tố tăng trưởng không hoạt động như thế rồi. Tôi đã không chịu uống sữa non. 2 ngày sau, tôi bị té ngã và bị thương nặng ở đầu gối.
tôi bắt đầu xuất huyết ở xương bánh chè. Chúng tôi lập tức đến phòng cấp cứu. Họ lẹp chân cho tôi bằng khóa dán Velcro. Họ bảo tôi không được đi lại và phải kê chân lên cao trong vòng 2 tuần. Về đến nhà, tôi run rẩy. Tôi nói với Trao, được rồi, bây giờ em sẵn sàng uống thuốc của anh rồi đây. Thật ra, tôi không nói chính xác như vậy. Tôi uống một muỗng đầy sữa non với một ít nước. Đêm đó, tôi không thể ngủ với băng dán cố định ở chân. Thế nên Trao đã giúp tôi tháo nó ra. Bắt đầu một cuộc sống mới. Sáng hôm sau, Trao ở dậy trước. Anh đang đọc báo khi tôi ra khỏi giường để rót một ít nước trái cây. Anh nhìn tôi một cách kỳ lạ và liên tục gọi tên tôi. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng mình đang đứng trên một cách bình thường, không hề đau đớn trên một cái chân mà mới tối hôm trước còn không đỡ nổi một tí trọng lượng nào. Tôi kéo áo ngủ lên và nhìn xuống đầu gối của mình. Không một dấu hiệu nào cho thấy từng có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra với nó. Đó cũng là lúc cuộc sống mới của tôi bắt đầu. 2 ngày sau, nhiệt độ cơ thể của tôi giảm về mức bình thường. Nó không bao giờ bị tăng cao như trước nữa. Ngoài ra không còn rộp da gây sốt nữa. Có rất nhiều thay đổi trong cơ thể của tôi mà sau này khi xem các bài báo nghiên cứu, tôi mới phát hiện ra là nhờ sữa non. Móng chân của tôi dần trở lên hồng hào và khỏe mạnh. Sau đó, tôi nhận thấy móng chân của mình bắt đầu trở nên hồng hào và khỏe mạnh. Trước khi tôi uống sữa non, bác sĩ đang cân nhắc đến việc phải loại bỏ chúng vì móng chân của tôi đã bị nhiễm một loại nấm khó chữa, hậu quả của nhiều năm sử dụng kháng sinh. Chứng trầm cảm biến mất. 2 năm trước, bác sĩ đã kiểm tra sự hấp thụ serotonin của tôi bởi vì tôi có những trầm cảm nặng. Ông nói với tôi rằng kết quả xét nghiệm của tôi là kết quả tệ nhất ông từng thấy. Ông nói những người ở trong tình trạng thế này thì có thể chỉ trong tích tắc sẽ lao xe ra khỏi vách đá. Tôi đã không nhận ra tình trạng của mình tệ đến mức đó. Những thứ thuốc trong trầm cảm mà bác sĩ kê cho tôi chỉ ghi những tác dụng phụ đáng sợ và không giúp được gì. Khi bắt đầu dùng sữa non, tôi không hề biết rằng nó có thể giúp cải thiện chứng trầm cảm. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy như thể gánh nặng ngàn cân trên người đã được dỡ bỏ. Cuộc đời lại thật đẹp và đầy ý nghĩa. Tôi muốn tìm hiểu xem đó có phải là nhờ sữa non hay không. Vậy nên tôi đã chủ động ngừng sử dụng sữa non trong vài ngày. Và chắc chắn là nhờ sữa non rồi. Bởi vì trong thời gian không dùng nó, mỗi sáng thức dậy tôi đều dự định là sẽ hoàn thành các việc trong ngày. Nhưng những ý định tốt đẹp và nguồn năng lượng của tôi đều tắt ngầm trước khi tôi kịp bắt đầu. Suy nghĩ của tôi không còn thông suốt và theo một người bạn, tôi không còn là con người hạnh phúc mới đây nữa. Sau khi nói chuyện qua điện thoại với tôi vài phút, cô ấy hỏi, cậu ngừng uống sữa non rồi phải không? Nhà sĩ của tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi còn có một bất ngờ thú vị khác. Vị bác sĩ chuyên về liệu pháp thiên nhiên đã giới thiệu sữa non cho chúng tôi, nói rằng nó có thể giúp ích cho bệnh viêm níu của tôi. Nhà sĩ của tôi bảo rằng tôi có thể phải cân nhắc chuyện phẫu thuật níu vì tình trạng viêm níu đã quá lắm. Riêng của tôi là cực kỳ nhạy cảm. Níu thường xuyên bị đau và chảy máu. Vậy là đêm nào tôi cũng vắt sữa non ở dạng bột lên trên níu trong vòng 2 tuần. Chỉ cần có thế. Vào lần khám tiếp theo, vị nha sĩ đã không thể tin nổi vào mắt mình. Tôi không còn dấu hiệu gì của bệnh viêm níu. Giờ thì ông đang giới thiệu sữa non cho tất cả các bệnh nhân của mình. Cải thiện sức khỏe đường ruột tức thì. Sức khỏe đường ruột cực kỳ quan trọng. Có thể đây là điều chúng ta ngại nói, nhưng giờ tôi mới nhận ra tôi đã bị bệnh về đường ruột nghiêm trọng như thế nào trước khi có sữa non. Tôi cảm thấy sức khỏe đường ruột là một khía cạnh mà những người bắt đầu sử dụng sữa non sẽ cảm thấy có sự thay đổi ngay lập tức. Cải thiện sức khỏe đường ruột sẽ có lợi nhất cho sức khỏe của họ